Vâng, ta đến với chung kết thứ hai. Con soi quân nhanh quá. Hải Mario cố gắng chụp quân em nhé. Baby Egypt Summer và Egypt. Như vậy là 4 cung bên phía đối phương. Đây là một Greg tới từ nâu 1. Đây là Chip Boy cầm Katarian. Hai người chém cùi trong cánh. Hitty tới từ BB ở ngoài. Cuối cùng đây là Hào. Hào cầm Pan. Vâng, Pan phải đột biến. Vâng, bây giờ thì Pan phải siêu đột biến trận này thì mới mang lại một kết quả có lợi để san bằng tỷ số 2 đều trong trận đấu thứ tư trước khi nghĩ đến trận chung kết ở trận đấu thứ tư này. Hai voi một hiệu. Được. Tạm thời ổn. B sẽ là người chủ lực cứng. B nằm ở cái góc kia thì hoàn toàn nâu 1 dâng L lên để cho BB có thể giảm áp lực thời điểm ban đầu và cân map chặt. Thì bên kia cũng có tới 2 Egypt, 1 Summer, 1 Baby. Con voi đầu dành cho Pan. Điều quả phụ là ngon nha. Quả phụ và cánh rừng. Và thì là cạnh với bãi. Đây rồi, cánh rừng đây rồi. Còn thiếu quả phụ. Bầy hiêu này ăn ở cánh rừng được. Bầy hiêu tập trung ăn ở cánh rừng. Như vậy là tuần vừa rồi thắng là chấm dứt 8 trận thua thông rồi đấy. Anh em cố đi. Có một cái chuỗi thua mà anh em đánh yếu quá. Dù có những trận đi đấu quân hơn thì rất đáng tiếc. Vâng, vẫn đang thiếu một bãi quả phụ. Con voi thứ hai sẽ được đưa về. 19 nông dân của Mạnh Hào ngừng xin dân. Chưa thấy bãi quả phụ. Tích đời ở 7 phút 34. Vẫn cần phải cắm ship cho một con nông dân nữa. Chưa thấy. Này Pan này không ổn lắm. Nghe nói bài đầu 1 rất đẹp. Về đồ ăn. Đúng là rất đẹp về đồ ăn. Và đầu 1 sẽ cần phải đi dâng L dành cho BB. Bài B có thế không? Màn hình máy của BB quả phụ. Có thế, 27 dần. Đánh khỏe. Phong cách quen thuộc tới từ game thủ BB. Cơ cấu nhà thật mắc binh vào. Hướng 12 giờ xuống có lẽ sẽ là những nhà BB chăng? Không. Hướng này rộng quá nhưng vẫn phải cơ cấu thôi. Đây là BB. BM. Như vậy là xe giò màu 3 đang đẩy sang phía nhà B nha. Xe giò màu 3. Người cầm Summer. Bên kia chỉ có màu 2 lên đẩy sớm thôi.
Còn lại anh em đều lên đời muộn cả, đều lên đời rất muộn. Cẩn thận có những bài dâng A nhá. 14-8 dành cho Bi, 28 dần. Kích đời kém xe hàng tí. Đâu? Đâu, xem nào, chỉ đi anh bảo nó. Rồi, úi dồi ôi, ngay gần nhà Hào ơi. Như vậy là Hào gặp nhà màu 2. Game thủ he người đời sớm nhất bên phía của Liên Quân Pao trong trận thi đấu này. Có bãi quả ngay sát nhà luôn Hào ạ. Đi phía dưới á. Đường sang nhà game thủ Chip Boy. Kịp vẩy e. Đây là giò của đối phương. Một chiếc nhà BA cắm luôn vào bãi vàng này. Có giò của màu 8. T sẽ được công thẳng vào bãi vàng luôn để ôm bom game thủ Ehe. Màu 3 dừng Nga. Chip Boy báo về là như vậy. Đây là bài cầm Katarian tới từ game thủ Hello Chip Boy. Chơi dân màu 3 đi dò cực rộng dành cho màu 3. Còn đây là No 1. No 1 đang chơi vào nhà màu 1 đánh cung đầu cánh tới từ game thủ thường. Vâng, con dò màu 4 chơi vào bãi gỗ của No 1. Đây là Greg tới từ No 1. Có thủng rừng không? Tên này thủng rừng thì game thủ thường tím lịm luôn. Vậy được quả E không? Không, như vậy là ba nhà BA kín mặt này rồi. Bài rất kín đáo và đẹp dành cho màu 1 game thủ vô thường. Chém cái nhà BE này, BB có bị ai chơi không? BB không bị ai chơi cả. Timeline 34/48. Hào phải đánh kiểu to khỏe ra nhá. Màu 2 ken cây gỗ 75. Nam Lai 21. Đây là dân của màu 3, game thủ truy mệnh. Người đi dân Nga. No 1 báo về màu 4 dựng lờ. Chơi nhà màu 4. Hợp lý rồi, chơi người đi dựng lờ ở trong cánh. Để lại màu 1 cho BB. Còn Chip Boy. Còn Chip Boy sẽ phải chơi vào nhà màu 3 người đi dựng Nga. Và vẩy e tốt tới từ game thủ Hello Chip Boy để bắt tơn cung R này. Quá hợp lý dành cho Chip Boy. Nam Lai vẫn đang giữ là 32/36. Đây là màn hình máy của Bi. Màu 4 dâng lờ, nhưng đây là cung R hít tì lùi lại một tí và rỉa dần. Chờ một tuần cung mới ra là xong. Cung R chưa có giáp. Ăn con giò không? Cứ rỉa nào. Màu 1 lọt vào. Ăn cho màu 4 đi nhá. 4 vẫn đông đấy. Chưa có giáp dành cho màu 1. Đi quyết định chơi luôn. Còn ở ngoài thì vã thủ xong. Timeline 37/68 dành cho game thủ BB. Màu 1 đang bắt đầu nở ngược lại rồi. Bắt tơn này và đẩy lên nhà màu 1 luôn. Những pha hiện rằn tới từ game thủ BB khiến cho cung R của vô thường bị nằm xuống hết. B vẫn đang sóc dần là quá đều. No 1 có lọt được vào nhà màu 1 một tơn đau không em? Tham lại 34 cho tơn chém dừng L của đội trưởng No 1. Vẫn ăn được rất nhiều đồ ăn hoang. Đây là BM. Đây là Hào. Hào cũng đã bị mất tham dần.
khi mà bị màu 3 dâng Nga vào. Chip boy tham lai 22. Bà lên muộn nhưng đi dâng Nga vẫn khá hiệu quả tới từ game thủ truy mệnh. Quay trở lại BB trong tơn đỡ nhà này, bắt hết toàn bộ những con cung giờ tới từ game thủ màu 1. Game thủ vô thường. Rồi hết rồi. Thì bắt đầu đẩy lên phía nhà màu 1 là xong trận. Để chúng ta có thể đến với trận thi đấu tiếp theo, trận chung kết của xê đấu thứ 4. BB sẽ là người đẩy lên. Đây là nâu 1 tham lai 3-2. Giữ lấy chém em, đừng để mất. Đây là Bi. Rồi, lao thẳng luôn. Khá đông cùng tới từ game thủ màu 1 trong trận thi đấu này. Có tơn tạm dừng. Tham lai vẫn chỉ cần thôi. Một tơn mà có cả sự góp mặt của nâu 1, nhưng thì nâu 1 đang không giữ được quá nhiều chém. Tham lai bị tụt xuống chỉ còn là 19/40. Đây là chip boy. Chip boy cũng vào và cả Mạnh Hào cũng sang. Nhìn màn hình máy BB để xem toàn cảnh hơn. Đây là màn hình máy tham lai 71 tới từ BB. Vừa đẩy quân vừa phát triển, vẫn đang rất khỏe. Có cả những con lạc đà của màu 4 trong tuần này. Mạnh Hào đảo thôi em ơi, có một vài con thì đảo thôi. Nghe nói là màu 3 cũng về cứu luôn game thủ màu 1, game thủ thường. Cố nào anh em, đưa về chung kết. Tiếp tục đẩy quân lên, đó chính là màn hình máy của game thủ BB. Nhưng quan trọng là anh em có lọt được nhà không. Đây là nâu 1 đang ở trong ruộng của vô tường rồi. Đang ở trong ruộng rồi, tham 21. Đây là chip boy cũng đang ở trong nhà để liếm dân rồi. Tham lai chỉ còn có 6/36 thôi. Một trận ngày hôm nay anh em giữ dân là hơi yếu đấy nhỉ. Bên kia màu 3 vẫn còn bi mà không nở kiểu kinh khủng ra là khó chơi trận này. Màu 1 thì đã cũng đã yếu hơn một chút, nhưng mà bây giờ màu 3 màu 4 đi về cứu. BB đang bị màu 3 màu 4 không cho đẩy quân lên nhà của màu 1 nữa. Các nhà chém bên mình thì đã phế dần, chỉ còn một mình chủ lực BB thôi. Vâng, bây giờ thì 3 và 4 đẩy vào một tuần rất thốn, thì BB không có không gian và có cái khoảng trống để điều rõ. Vậy e. Tham lai vẫn đang là 74. B đang có tuần giáp 4 đầu máu rồi. Đẩy lùi được tuần công lên tới từ truy mệnh người dân Nga và cả nhà màu 4 nữa. Nhưng bây giờ thì có cả sự có mặt của ông Anh. Và vậy e. Và vậy e rất hay, và những con lạc đà đang đảo cho hai cung giờ được bắn chuộc. Đi là cung tuyển, thì bên kia màu 1 cũng là cung tuyển của Egypt thì phải. Màu 2 he chéo sang một tơn rất đông những con lạc đà. Thực ra nó vào khoảng 8 đến 10 con lạc đà, 7-8 con thôi, nhưng ở thời điểm này là thời điểm nhạy cảm trong một trận đấu ốp A thì đi sẽ không thể tụ được cung rộng. Vâng, tơn này thì là phải quay về để bắt những con lạc đà của he. Thế thì đối phương sẽ đục vào. Vâng, bây giờ là pha ốp ngược 4 vs 1, chính xác là 3 vs 1. Tham lai 68 dành cho game thủ BB.
Vâng, Hè đục vào rồi và cả cung R của màu 1 và màu 3 cũng đẩy lên. Vâng, và Hello Chip Boy Quýt không có hai đều mà là 3-1 dành cho Liên Quân Pau. Cũng là cung R Exit tới từ màu 1 vô thượng chứ không phải là cung thượng. Và màu 4 vẫn tụ được quá nhiều lạc đà ở thời điểm ban đầu đến tận bây giờ. Màu 3 cũng là một bài ăn hoang nhiều. Như vậy là một ngày thất bại thảm bại tới từ Game TV cộng BB. 3-1 VC dành cho Liên Quân Pau.